Rồi bây giờ mình trụng cho các bạn xem một cái tô bún ha. Tô bún mình bắt sẵn rồi nè. Bây giờ mình sẽ trụng với cái nước mà nó đang sôi đó. Mình bật lửa lớn lên cho nó sôi kỹ rồi mình sẽ trụng. Đầu tiên thì mình cứ chan mặt nước đi. Chan mặt nước như thế này. Khi nào ăn thì mình sẽ đổ nước nóng vô là ăn được rồi, nó nhanh nó gọn. Cá là các bạn ngon lắm luôn. Rồi mình đổ cái nước này ra cho bún với rau với mềm đi. Xong một cái nồi bún nước lèo rồi đó các bạn, rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, hôm nay là các bạn có biết mình nấu món gì không nè? Hôm qua con mình bắt được một con cá lóc 600g, thì hôm nay mình sẽ nấu bún nước lèo. Mình đang luộc cá với lại nước dừa. Cá này thì mình đã gỡ xương rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ cho những cái loại mà nguyên liệu mình chuẩn bị vào ha. Bây giờ mình vớt bọt, cái nồi này thì nó có bọt nè. Hôm qua thì mình đã luộc rồi, tại vì con cá mình luộc liền thì nó mới ngon á. Cho nên mình luộc xong rồi mình gỡ xương rồi mình để vô tủ lạnh. Hôm nay mình mới đem ra mình nấu, mình để thêm nước dừa vô ha. Bây giờ mình sẽ luộc mấy cái con tôm. Tôm thì mình để đông lạnh á, bây giờ mình để vô mình luộc mấy con. Để nấu cái nước dùng thì mình có chuẩn bị là sả. Sả mình đập dập nè, mình cho vô đây. Rồi đây là ngải bún thì mình cũng cạo cái vỏ bên ngoài và đập dập, mình cho vô luôn nha. Rồi để mình đợi cái tôm đó, nó chín đó, thì mình vớt cái tôm ra rồi mình mới nêm cái mắm vào. Mình nêm nếm gia vị là xong cái nồi bún. Cái bún nước lèo thì cái nước lèo mình nấu như vậy đó, rất là đơn giản ha. Mình tìm đủ nguyên liệu rồi mình nấu thôi. Thì cái món này thì phải có heo quay với lại tôm nữa, là cá lóc ba cái món đạm chín đó, thì nó mới ngon đó các bạn nghe. Rồi mình cho các bạn xem cái rau ăn kèm của mình hôm nay nè. Đây là cái rau mà mình sẽ ăn kèm với bún nước lèo. Thì mình có rau muống bào, bắp chuối bào và hẹ. Rồi rau thơm và giá nữa. Giá thì mình chưa có rửa, mình để gần ăn mình mới lấy ra. Thì sợ nó bị thâm á, cho nên mình chưa có lấy ra. Giá mình để vô sau cũng được. Bây giờ các bạn xem mình là chuẩn bị một cái tô bún nước lèo nha. Mình sẽ để rau và bún vào. Rau thì mình sẽ để rau muống nè, rau muống bào, rau thơm mình để dưới cũng được, để trên cũng được các bạn. Rồi hẹ, hẹ thì nhà mình, hẹ này nhà mình trồng nó hơi nhỏ nhỏ nhưng mà ngon lắm. Rồi mình để thêm một miếng bắp chuối bào. Mình thì thích ăn rau nhiều cho nên mình để nhiều lắm. Mình để thêm một miếng giá. Giá này các bạn, đó. Rồi sau đó để bún lên. Bún thì mình mua ở trong siêu thị đó. Nó cũng nhìn nó cũng sạch đó các bạn. Mình sẽ xé nhỏ bún ra để lên thôi. Ăn bún ít hạt, không ăn nhiều. Chủ yếu là ăn rau. Nhiều đầy bún rồi á. Rồi sau đó mình sẽ để thịt heo quay. Thịt heo quay thì mình ăn tầm vài miếng mình để lên cho nó hấp dẫn. Cái tô bún nhìn nó hấp dẫn đúng không? Rồi. Một cái tô bún như vậy nè, rồi mình chan cái nước lèo lên rồi để tôm lên nữa là nhìn nó rất là hấp dẫn. Tôm cá lóc lên rồi chan nước lên, rồi khi ăn thì mình nặng thêm miếng chanh với lại một miếng nước mắm mà mặn á, có dầm ớt á, thì nó rất là ngon đậm đà. Cái mấy con tôm thì
thì nó chín rồi nè, mình vớt ra để mình gỡ lột cái vỏ của nó heo, lấy cái thịt thôi, nhìn nó mới hấp dẫn. Chứ mình để nguyên con về thì lúc ăn mình phải dừng lại mình lột ra thì nó cũng dơ lắm nha, nó dơ cái tay mình lắm. Rồi bây giờ mình sẽ nêm mắm vào cái nồi này nha các bạn nha. Mắm thì khi mình mua về mình nấu cho nó rã ra như thế này nè, rồi mình sẽ luộc lấy cái thịt của nó vào cái nồi nước lèo này luôn nè ha. Đổ vô luôn nè, cũng để cho xương rớt xuống ăn là mất cổ. Rồi mình sẽ để xuống đây mình quậy lên cho nó rã cái thịt ra, thịt mắm ra. Đây là một cái nồi bún nước lèo đặc trưng của người Sóc Trăng. Mình là dân ở Sóc Trăng cho nên là mình rất là thích ăn bún nước lèo. Mỗi lần về quê là mẹ nấu cho mình ăn, thì ở đây thì không có mẹ ở xa quê cho nên là mình muốn ăn thì phải tự lăn vào bếp mà nấu thôi. Cái món này thì lâu lâu bắt được cá lóc thì mình mới nấu, chứ bình thường mình cũng không có nấu, tại vì nó cũng cần đòi hỏi phải nhiều nguyên liệu á. Đi mua thì mình phải ghé nhiều chỗ, mất thời gian dữ lắm, không có cảnh để mà nấu cái món này thường xuyên. Có cá thì mình mới nấu, lâu lâu bắt được cá lóc thì mình mới nấu. Đó, cái mắm thì mình bỏ chừng 15.000 mắm thôi là đủ ăn rồi. Cái món này mình không có nêm mắm nhiều nha. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị, thì món này mình chỉ nêm một ít nước mắm, xíu nước mắm nè cho nó đậm đà. Và nêm một muỗng bột nêm, một muỗng đường nữa là xong. Đường ăn kiêng cho nó, nói chung là nhà mình cũng đang giảm cân đó, cho nên mình nấu đường ăn kiêng. Rồi nêm như vậy là xong rồi đó các bạn, xong cái nồi nước lèo rồi nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa, cá này thì nó rất là dai, cá này cá đồng đó các bạn. Nấu vậy nè cho nó thấm cái gia vị vô cái cá, ăn cho nó đậm đà. Rồi mình để nó sôi, mình nêm lại cho nó vừa ăn nha. Ngon lắm rồi đó, nói chung là thấy vừa ăn dễ lắm, chỉ cần nêm chút xíu vậy thôi đó.